Các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo kết quả của hội nghị hiệp thương lần thứ 3, thống nhất lập danh sách chính thức 8 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và 85 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Trước đó, tại các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, 100% ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đều nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của cử tri. Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Hồng Quảng đã bàn giao danh sách và hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 cho đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đinh Văn Điến. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đinh Văn Điến nhấn mạnh, thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình và đến nay đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, thành phần theo quy định của pháp luật. Thay mặt Ủy ban bầu cử tỉnh, đồng chí đánh giá cao những kết quả của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đề nghị trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục hướng dẫn chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với Ủy ban bầu cử các cấp tổ chức các hội nghị tiếp xúc với cử tri để các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trình bày chương trình hành động của mình, thực hiện quyền vận động bầu cử đúng quy định của pháp luật và đạt kết quả tốt nhất. Cùng với đó, triển khai công tác giám sát bầu cử, nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn triển khai công tác bầu cử để có biện pháp hướng dẫn, khắc phục nhằm đảm bảo cho cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và là ngày hội của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân, cử tri hiểu rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, sáng suốt lựa chọn bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào cơ quan quyền lực nhà nước các cấp. Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ động và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan để giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến người ứng cử trong suốt quá trình diễn ra cuộc bầu cử.